Ông dễ thương quá. Ông cười quá ông. Ông cười. Mát lắm nha anh em. Ở đây mát lắm. Chào bà nha. Bà khỏe không? Bà nói được tiếng Việt không? À, bà không nói được tiếng Việt. Nên là
Thôi ông bà tự sống tự nuôi bình thường trên này là rái của người ta à, chỉ ông bà chỉ có ở đây. Ông bà đợi con nha, con sẽ đem năng lượng mặt trời để cho ông bà. Ở đây mà không cẩn thận là ngã các bạn. Đây. Đây đang chỗ sinh hoạt tâm rồi con ở đây. Rồi cảm ơn em Hùng đã giúp đỡ. Mình gọi em thôi nha, còn các bạn khác gọi thầy nha. Đây nữa, hai thầy cũng mới ra trường. Tôi thì không có trường.